Rồi chào chào bà con. con cô bác thì sẵn chiên bữa nay là Thảo Sương đi qua Vũng Tho thì bữa nay ghe qua bên nhà Dạ của anh Bình Minh. Đen thì qua bên đây sẵn để mua bún nó bún mắm để ăn liên quan ở trong nhà của nó để tất nhiên là mình cũng làm video để cho bà con cô bác thôi coi luôn như là bà con cô bác người ta muốn xem để cho Thảo Sương hay là nó bún mắm để cho người ta xem coi sao đó như là bà con cô bác ở xa hay gần thì Thảo Sương cũng mời bà con cô bác đi vô theo Thảo Sương. Thảo Sương làm mua đầy đủ từ chợ lên đây rồi bây giờ ghé vô bên đây sẵn dịp bữa nay thì qua bên đây nhà mới luôn sẵn dịp thì ghé bên nhà Bình Đen luôn sẵn dịp thì ghé bên đây thì ở đây thì nó rộng rãi thì dễ làm thoải mái hơn. Thì qua đây. Ủa anh Bình mới mua xe du lịch tới đâu vậy? Mới mua nào vậy? Dì? Dì? Chào anh mà lấy sớm. Chào. Để trên đây đi. Ủa mình buồn. Kìa. Để trên kia kìa. Cái bà nội là... Cái bà nội. Mở cái này kìa. Mày buộc chắc cái gì? Dì à? Nè. Yeah. Đó, đây nè. Nè. Yeah. Vậy á. Rồi luôn, bẻ okay, bịch nước dừa. Mày ní quá. Dây. Nè. Yeah. Mua cái gì cho mua. Mua tặng tiền con mà ổ dây xiết. Bình nó Đó, ba con tôm ba nè. Ba con tôm bự lắm bà con. Nè. Dạ, tôm này 1 ký 175.000. Mà cái này là 650g 120. Rồi. Đặt coi coi bên nữa đó chào. Tôm càng bự lắm. Tôm tôm càng bự càng bự. Tôm càng xanh á. Đây. Đây tôm có càng mẹ. Nè. Ba con này nhiêu? Ba con này 120.000. Tôm có càng. Tôm này có càng nè. Tôm này có càng. Quá ngon. Rồi để vô. Nè. Vô rổ dây, vô rổ đắt. Tôm này tôm sống lắm. Tôm có cá. Tôm có cá. Thì bà nội của Bình á thì năm nay cũng 84 tuổi rồi. Bà nội làm gì ăn? 120.000. Tát hổ á. Tao lại nút. Có đổ, có đổ. Có đổ, có đổ. Có đổ, có lại. Cái nạt này mẹ nút. Khăn. Khi nấu bún nước lèo phải trà nồi cho sạch bà con ơi. Trước khi mà bắt nước lèo lên đó bà con, ủa chọc thằng Nam ơi. Đó, là Thảo Sương phải rửa cái nồi cho sạch rồi mới bắt nước bún nước lèo lên nè. Đó. Đổ nước dừa vô đó bà con. Đó, dừa tươi cũng được mà dừa tươi nấu không ngon bằng dừa khô. Dứt nước dừa khô thì nó ngọt hơn bà con. Dừa tươi với nhầm khi chai dừa tươi thì hơi chua. Đó. Đây mà. Sao cô phải nấu nước nhiều gì cô? Nấu nước nhiều gì đó nó còn sắc xuống nữa. Rồi anh em người ta chụm lên người ta ăn gạo có nước nhiều thì nó mới ngon. Đó. Anh em thả lợi đông lắm. Sao đẩy nắp lại cô? Đẩy lên. Rồi giá đâu. Đem đi đặng đi rửa xả không? Cho tao. Đây nát ra chuyện cầm bạch. Dạ cũng để chồng nó ra. Để xà bông vô từ quý. Để. Chuẩn bị chín hết trơn nó để vô. Nó ngọt. Có chấp béo. Đây Tường Vi đang rửa ngải bún, củ ngải bún nha bà con ơi. Đây xả đập dập rồi đưa đây. Ngải đưa đây. Cô Thảo Sương chỉ cách nấu bún nè. Đầu tiên là bắt nước sôi đúng không cô? Bắt nước sôi với nước dừa đổ vô rồi. Đây rồi bắt đầu đập ngải bún nè bà con. Đó. Mình có bầm nó không ngải bún này? Không. Để vậy luôn hả cô? Mình đập cho nó dập vậy đó. Mình tốn tiền khoảng bao nhiêu rồi cô? Tốn mình muốn nấu cái này còn thiếu nữa đó ngang thiếu sót nữa bà con chỉ là mình nấu sơ còn thiếu như là mình muốn nấu như theo bán mà cho nó ngon thì còn mực với heo quay nữa đó
với tép. Này bây giờ có chỉ là có tép với cá thôi. Ờ, mày rửa cá trước đi, để bỏ vô. Cá để chảo rồi. Đây, đó, trước tiên vậy, đó, đập ngải rồi đây với xả. Bắt đầu mình để vô giữa. Làm gì nè. Vô giữa làm gì? Ờ, để vô gì nè. Mới mình buộc lại. Lấy gì buộc đó? Lấy giấy găng. Để chung luôn á. Ờ. Rồi bỏ vô trong cái nồi nước lèo. Cho nó thơm á hả? Ờ. Ừ. Rồi, có buộc nó gì đó, đừng cho nó ra. À, rồi đây, rửa nè, bắt đầu thả vô trong cái nồi nước lèo nè bà con. Hơi đơn sơ. Một đơn sơ. Sao mà... À, đầu bếp nấu. Dạ còn Tường Vi là rửa rau. Thì rửa cá lại cho tao trước. Lỡ rồi mẹ. Rửa quán rau để đó đi, từ từ. Lỡ rồi lấy cái gỗ nhỏ giùm con cái. Đi lấy vậy. Thì đó, bây giờ đưa tôm cho bà nè. Bây giờ bà đương làm mình ơn đó bà con. Đó. Nè, chào em. Là tính nha. Ừ. Nè tính à, à thứ nè đem kia bà thằng bát này kia bà nấu tà bay vô bay nấu tà bay đó ừ này rửa cá cạo chứ sạch mổ lấy mật ha khổ đây là tới thì cô lão xương chỉ là đảm trách nhiệm để nấu rồi. Còn Tường Vi thì rau này kia làm sạch sẽ này kia thì nè để vô đây nè cạo nè cá nè em cầm rau làm ớt nha bên mang nó luôn ừ bà hên á em anh lại đập chủng hộp bên ấy à còn tận á ừ chơi tí mất. Đây cái này rau gấp cá. Cái này là nhíp cá. Rau gấp cá. Rau nhíp cá. Cô đạo sư chỉ con cô đạo sư nó dạy đúng rồi. Rau nhíp cá. Rau gì mà gấp cá hả cô đạo sư? Ừ. Rau nhíp cá. Bữa nay thấy bé Tường Vi giỏi ha cô đạo sư. Cái này là rau muốn làm con dâu gì cô đạo sư? Ừ. Dạ không phải nhưng khi bà con thắc mắc hỏi nhưng khi mẹ đang nấu đồ ăn làm đồ ăn mà Tường Vi không phụ dạ mẹ trong khi làm nấu canh chua hay cá kho là tự mẹ làm không mà mẹ không có cho làm chỉ có em khi mẹ kêu phụ làm gì lấy này lấy nọ thôi dạ rất là nhiều bà con thấy nói ủa sao tự nhiên thấy mẹ làm mà Tường Vi sao không thấy làm gì dạ tại mẹ nói để cho mẹ làm trong khi mẹ chỉ kêu phụ hò những khi sai lấy thớt lấy dao hoặc lấy bột ngọt gì nêm nếm thôi cá bánh cái tinh mới dây men mình sao phở đấy phở măng vốn đi ta tốt thơ là khai mà xa chầm phở đâu dạ hay sao đang điển là trúng tinh là toàn phở nè cô đảo xương dùng kho cho bà nội luôn hay là bà nội đổi từ gạch ướp gạch làm ơn đi đầu bà con cái này thở xương bắt đầu để mắm với bột hóc vô mắm bột hóc vô nè đây là cũng đầu bếp nè nhưng mà cho cô thở xương đó, đó đầu bếp cũng bên đó nữa có nữa đó không có đâu ta lại dòm coi đó thôi để học theo gì thôi để học theo thôi nên nó nhỏ nổi tiếng mà nổi lắm dạ mẹ ôi đâu có đạo sư chỉ đây bà như thế nào đây nè mâm bù hóc nè bây giờ cái này nhỏ quá bà con cái lượt nhỏ quá hả vô mới thông mà chứ nào khi nế cái này mắm cá sạc nha bà con cái này mắm phù hốc bà hốc thì như là mình mua nửa ký phù hốc thì 300 kg mắm thì 200 kg bà con
Đó, ờ, là nửa ký đó. Thì mình nấu nhiều á thì làm cái này khác nữa bà con. Chứ mình nấu ít á thì mình làm cái này ít. Đối với cô chú anh chị, đây là cách của cô Thảo Sương nấu bún nước lèo. Chỉ nè, chỉ cho bà con. Nè, bà con xem nha. Đó. Yeah. Nấu nướng thử đâu. Nhâm mình sắp rồi sắp đi. Đó trời ơi, nhớ hồi nãy không có đâu. Không lấy lại. Sợ bà Thảo tôi đem về. Ừ, tôi sợ tôi đem về nè. Đó. Mình để vậy. Một lát nó nước chưa sôi sao mình chụm nó. Không, nó chụm nó ra mà mình để chưa sôi thì cứ cái này khô nước rồi bà nội ơi. Khô rồi đó. Chín chưa? Chín rồi. Cái này là chín rồi. Châm hai này. Ồ, gà hết rồi kìa bà con cô bác. Gà thịt còn xương rồi. Chụm bà hóc như vậy nè, cách của cô Lão Sương dạy nè. Mình bỏ hết được không cô? Bỏ hết thì xương không, ai bỏ. Bỏ hết thì dính cổ. Ừ, dính cổ đi khỏi luôn. Ừ, dính cổ mình đen luôn đấy, để xương vô. Ừ. Vậy là mình phải lược như vậy. Ừ, lược vậy đó. Là lấy xương lại. Nói chung mình... là cá rô với cá sạc xương, đó. Cá sạc, cá rô. Xương mới nhiều ha. Đúng rồi. Ừ. Cô Thảo Sương giao trách nhiệm bẻ rau này kia cho con của cô hay sao? Cho Tường Quy. Ủa hồi nãy cô mua bún bao nhiêu ký vậy? 5 ký bún. Trời ơi, ăn sao mà hết cô. Thử coi rồi biết không? Ừ, thử chút xíu nhầm khi bà con gần đây. Mình ăn thì hết bà con ơi, như anh em ở đây cho anh ta dùng một người một to cho biết chơi vui vẻ. Cháu ăn cái tình nghĩa. Cháu biết thợ nấu Thảo Sương nấu thế nào. Idol nấu hả? Ừ, idol nấu thế nào. Idol. Nè, ai vậy? Nghe tiếng ai vậy? Ai vậy? Vem hao xương ấy đi. Đó, sau khi chụm một lát thì còn xương không đó bà con cô bác. Wow, hay thiệt. Nãy là đầy luôn ha. Ừ. Ủa bây giờ nước nó đã đổi màu rồi hả cô? Ừ. Ủa vì cá đó nó bị xước da ra hay sao cô? Ừ, da nó chóc ra. Bây giờ là hết rồi phải không? Để cho tô lại đi. Ừ, đó. Đây, gỗ gao. Xong rồi đó. Đây, Tường Vi rửa xong rồi bà con. Thấy gỗ gao có Tường Vi rửa. Wow. Giòn rất, thấy gỗ gao rất là ngon bà con ơi. Ngon luôn ha. Từ gì em có thể là giới thiệu gao gì coi. Đây, gao muống, bắp chuối, giá, thẻ, bông súng, gao thơm. Trời ơi là trời, con ơi là con. Sao con không kêu mẹ lên mẹ sắc bông súng cho con? Thôi để bự. Thôi khỏi, đừng kể tới chị cho. Không biết thì nói, đừng có chạy treo. Đúng không? Ăn người ta ăn bún nước lèo, người ta đâu có sắc vị. Cái này là con là cái này là con ăn lẩu mắm mới con sắc vị. Thôi, sắc nhỏ quá. Ừ. Trời, tôi tính sắc nhỏ con sắc đó. Nè. Mới con sắc vị đó. Ai kêu? Để nhỏ gấp đó. Ai? Để tính kêu sắc nhỏ nhỏ này phải không? Vậy phải không? Ờ, nhỏ hơn nữa cũng được nữa. Sắc con sắc để sắc bự sao gấp mày ơi. Rồi đó, thấy không? Không biết phải cãi gấp. Ủa đã con nói muốn sắc con sắc không? Lão Sư đem lại sữa nè. Có đâu gao đó, tại sắc đẹp cái này sắc thôi. Gì rồi sao mình gấp lại sữa? Cô Thảo Sương đem lại sữa nè. Sữa không sữa, được chỉ đâu. Bông súng thôi. Đường nè, nghe ăn bỏ đường nè. Dạ. Rồi. Đây bột ngọt nha bà con. Được rồi. Ừ. Vậy dứt bọt ra hả? Ừ. Để vô tô ha. Ủa tại sao mình phải dứt bọt ra vậy cô? Dứt bọt ra cho nó sạch. Ba bọt này ăn không ngon. Ừ. Có bọt ăn không ngon ha. Đó, mình dứt gì đó, dứt lèo.
tôm nè nghe bà con, bắt đầu tỏi xương trụng sơ đó, rồi hồi mình để trong rồi mình vớt không thì mình trụng sơ qua không. Ba tôm này mình trụng cái nó chín quá trời cũng không ngon, không có chất ngọt. Sơ qua gì nó ngon. À, thấy chưa? Đủ á. Rồi. Chụm tôm tôm tươi mà chụm sơ qua nó màu đỏ hơn. Nó đỏ rồi. Đúng rồi, tôm tươi có khác hơn con. Hai bé này lại coi cô vậy cô. Nó lại kiếm mầm bấm pít á. Bấm pít lại. Tôi lại vậy. Nên nó kêu tôi mầm bấm pít á. Hả? À, thảo xương. Cái gỗ hả? Lấy cái thao á. Lấy cái thao á. Đó. Đây. Cá này chín chưa? Cá chín rồi đây bà con. Mình đem lên mình dục bỏ ra sao? Bấm ớt. Sắc chanh luôn. Đem đi dục bỏ hay là gì? Đó. Rồi mình có đâm muối ớt không? Mình muốn ăn thì muối ớt thì đám. Muốn ăn thì mình ăn nước nấm mắm cũng được. Rồi bây giờ là đã hết rồi không? Bấm ớt. Chưa. Còn gì nữa? Còn gì đó nữa. Còn con tép hả? Xong. Thảo xương làm gì vậy? Thảo xương nấu nước lèo. Nè, mình vớt nè, ba cái bọt nó nè, ở dưới nè. Đó. Cái xương không có không? Ơi. Đây là vớt xương với mấy cái... Mấy cái bẩn kìa, bẩn bẩn. Ngại không? Ngại bún. Đó, thấy chưa? Đó. Có bọc cái đồng làm cho nhỉ. Ăn xin làm chọc kì. Mình xí đây. Mới mày cay không? Không biết cay không anh thử coi. Cay cô đã xin thử. Ớt này cay lắm á. Rồi chào bà con cô bác nha. Bây giờ hồi sáng thì Thảo Xương đứng nấu bún mâm, rồi nước lèo, rồi gao gác, rồi bún rồi lên. Bây giờ dọn ra thì giúp là con Thảo Xương. Thì có bác hai của Bình, rồi có Bình Đen. Thì cái đây là bà con cô cậu ruột với Bình Đen đời này vô ăn chúng bà con. Rồi bây giờ Thảo Xương cũng mời bà con vô ăn bún nước lèo chúng với Thảo Xương. Thì đây bún nước lèo bao gồm có gì gì cô Thảo Xương? Thì có tép chứ mà cá lóc chứ gao gác đồ bóng súng nè, hẹ nè, rau muống nè, giá nè, rồi rau thơm bắp chuối đó. Thì nước lèo ở đây nấu nước mình mà nước dừa thêm đó. Rồi muối ớt, ớt bằm đó có. Thì bao gồm là bé Tường Vy đúng không? Nãy giờ là gao này thì, là bé Tường Vy phải không? Ừ đúng rồi. Thì Thảo Xương cũng nói với bà con cho biết thì ở đây thì vừa cái nồi nước lèo, vừa gao gác, vừa bún rồi đó, đầy đủ hết trơn. Thì cái tốn đó là 340 ngàn thôi bà con. Đó ăn hết trơn. Đây 340 ngàn thôi bà con. Hai con cá lóc. Tép đó, tép đó ở số lên nửa ký. Thì rồi gao gác này kia nở nước dừa đồ bún rồi đó, hoàn toàn hết trơn đó là tất nhiên là 4.4. Đó, rồi. Nãy giờ mình làm không có bé gì thì cô có thể là cho bà con. Thì bé gì nó đi ở nhà, nó đi làm giấy tờ nó mới về. Rồi một lớp nữa Thảo Xương điện lên con ơi qua đây là làm đặng tiếp dọn cỏ, dọn này dọn kia mẹ. Rồi nó mới lên. Rồi. Thì bé gì cũng qua đây đúng không? Rồi qua đây. Không biết ơi. Ủa bé gì thì đi lô tô thì nhìn giống gái gì sao bữa nay đẹp trai vậy? Cái gầu rồi làm cho men. Đây. Vô. Xí vậy?
Xì ê. Bún ê kìa, gặp bún kìa. Chào bà về lắm. Đó, đây là bác hai của mình nè. Dùng bún nè. Đây là cũng là đầu bếp nè. Bé bé gì? Bé Sưng Minh. Bé gì cô? Bé Lung Tan. Bé gì? Bé Nhành. Bé Sưng. Bé Sưng, nói coi lớn đi. Bé Bìm Bông. Ông Hải nó qua đâu. Thì Thảo Sương bún đây. Rồi từ theo nghe bà con. Thì Sương dùng thì Sương thích mà không để chụm chế nóng lên. Thì Thảo Sương chỉ là chán nước rồi Thảo Sương dùng. Đây thì các bà con thì nó thích, nó chụm lên cho nó nóng. Thì bây giờ theo đặng lễ là mình có cá nè, rồi có tôm, có mà như là thịt heo quay hay là có mực nữa. Thì bình dân là trong đấy là mình ban một to gì đó 25-30. Là cá cá lóc không à, với tép không à? Bây giờ không, cá lóc, tép, một miếng như là một miếng, hai miếng gì thịt heo quay là với một mặt gờ mực một miếng 30. Thí dụ để heo quay vô, thấy nhiều khi ta đi bán á, bán quán thấy ta để heo quay nữa. Đó, nhầm khi 35-40 cũng có, từ theo người ta bán. Đó, mà còn mình ban bình dân ở đây mà theo gì đó nó ăn bún nước lèo thì 100 một tô gì mình có tép với có cá gì thôi. Chứ nhầm mà ở trong quê thì bán 20, nhầm chỗ thì bán 30, 25. Đó, từ theo. Đó vậy đó bà con. Giống như Tường Quy ăn một tô vậy là khoảng bao nhiêu cô? Mà Tường Quy nó ăn một tô vậy là tính nó ra ghẻ 25. 25 ngàn mấy cục cá vậy? Nó 4 cục rồi. 4 cục cá với mấy con tép hả? 4 con tép để chọn dưới đít đó bà con. Ủa sao muối này mình không bóp chanh vô cô? Không. Muối ai ăn bóp chanh? Muối ai bóp chanh vô chi vậy? Đây là bác hai của mình. Mời bà con ăn bún nước liều nha. Xin chào. Rồi má bình ơi, xi đâu? Dạ, dùng đi cô. Nè. Dùng bún nè bà con. Mời chị bye bye. Mời con nghe, bún liều à, Sóc Trăng. Mời con. Mời bà con. Con. Nghe mời con nè. Mời bà con. Dì. Đó, dì rất là đẹp trai đi. Rồi. Mời bún bà con cô bác ơi. Dùng bún nha. Cả nhà ơi. Quá trời đã luôn rồi ha. Đi đầu là tô dì, bây giờ thành cha men luôn rồi. Dùng đi. Đó. Cá bún đó. Hộp tấu. Bác hai dùng tô đi bác hai. Mà yên em mình lấy chanh cho tao miếng. Rồi được rồi. Đó, bóp chanh nữa nè. Bóp chanh vô đây bà con đã. Đó, một tô của cô Lão Sương là khoảng bao nhiêu vậy Tường Quy? Tô này 30. Không, mẹ phải 40. Không thể rồi, 40. Rồi tô có gì khoảng nhiêu tiền? Tô gì một con tép, một cục thịt, ta lấy 20 thôi. 20 thôi à? Quá trời đã luôn ha. Rau thì có rất là nhiều thứ với cô chú anh chị. Một to này thấy tôi bán là 55, tại rau nhiều, rau thơm đứng mắt. mắt lắm đó, rau, quá trời. Đây là bác hai của mình. Thơm bên mỗi một tô. Mời bà con. Mời bà con dùng bún nha. Đây bà con, qua đây. Quá trời đã. Qua bà con ơi, qua bình ơi. Ăn đi cho nó ngon. Cho xin đôi đũa hả? Tiếng. Đi làm rồi. Con ăn đi. Cho anh xin thưa các loại rau miếng hả? Xin thưa các loại rau để tôm vô ăn cũng ăn chín. Chứ đôi khi còn sống. Đúng rồi, cho thơm lên. Đúng rồi. Nóng rồi đó. Nước đang sôi nè. Cho anh mượn cái cây xà beng lên. Cái này xà beng. Cây ha, cây gì? Dạ. Bơi xà beng là cây kia không? Đây là cây bơi xuống không? Uống đi. Có hai cái ly hả? Cũng mới gót mà. Không có. Hả, uống hả? Tao nhớ uống rồi không nổi. Tôm không? Nước không? Nước không? Xong chừng mình. Không ăn rồi, đây cho cái mình. Hai hốc kén, kén ghê chảnh lắm. Kén nhóc. Hải tới. Bà nội của mình không có dùng bún nha, quý cô chú anh chị. Bà nội của mình không có dùng bún. Không dùng mắm.
Không phải không dùng vốn, không dùng mắm. Sao bình cúng vậy? Đâu đây mẹ? Nho, nho tròn. Ừ. Nho quá đã. Quá đã ôi, một tô quá đã rồi. Mời bà con bắt trong bún với mình ha. Không. Ớt bằm vậy mới ngon nè. Chứ ớt mua sẵn đâu cũng ngon. Ăn đi. Bún đây nè. Lấy đi, lấy gạo không? Ăn gạo không? Món gạo hả? Mai sau ta lượn lươn. Mai sau ta lượn lươn là bao nào? Lượn lươn là cũng tới tháng mới lượn lươn đâu, đâu lượn được. Mà chú thè ơi. Nắc sạch quần đâu vậy không? Nhớ sạch tẩy nè. Con chịu ăn tô. Con gì nó không chịu ăn gì? Không chịu ăn tô. Thì mà tô đi hấu hồ. Năm chọc đi. Ăn tô đi. Rồi ông kia không qua đâu, bảo đảm. Ai? Không phải hả? Qua mà không qua. Nôi, xương đã ôi luôn. Ủa bụng nó cạnh luôn đó. Clean nữa. Mất lần tô quá trời. Ăn ớt luôn. Cho anh miếng canh đi. Toàn tụi chọc giò lên miệng. Cho bố ta ăn ớt luôn. Ăn canh không mày? Ta ăn canh. Hấp bún hả? Nó không ăn đâu. Để xíu về chừa cho nó. Hình như là... Ăn gì? Mày ăn này không? Này chừa cho mày nè. Chừa cho mày đầu nè. Thôi rồi, ăn nha. Đây vô anh Sương đặt anh không? Đó, đặt luôn anh đặt rồi. Nhỏ mày làm mình ơ, nó nói tao làm cho nó. Mày tài hồn. Mày tài hồn. Ngon đấy. Ngon cái thật. Ôi, bắt đầu. Ông bà con của bác thì qua nhà mình á, mình đãi một miếng rượu để tan má bầm. Để lại đi, lát quá. Quá đã bà con. Thợ nấu thợ xương ăn ngon lắm. Mày nấp lịch cắt vậy mày nếp vậy mày nếp ơi.